chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Ban chỉ đạo dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội triển khai hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dự án, xem xét giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã thông báo tình hình thực hiện dự án thành phần 1.2 và 2.2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời đề nghị sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là việc phê duyệt dự án thành phần làm cơ sở để thực hiện các bước quy trình giải phóng mặt bằng và những phần việc tiếp theo. Kết luận hội nghị, trưởng ban chỉ đạo dự án Đinh Tiến Dũng, bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá dự án đã và đang nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân, nhất là việc tại nhiều địa phương nhân dân chủ động di chuyển mồ mả, cây cối, tài sản trên đất ngay khi chưa nhận được tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Vì vậy, nhân đợt này, cả ba địa phương cùng các bộ ngành phải tiến lên mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện dự án, đảm bảo khởi công toàn tuyến vào tháng 6. Sáng ngày 7 tháng 3, tại thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và khánh thành nhà lưu niệm Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, hiệu là Hồng Hà nữ sĩ, người làng Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Bà sinh năm 1705, mất năm 1748, tọa 44 tuổi. Hồng Hà nữ sĩ là một trong những nhà thơ nữ tài hoa nhất thời. Bà còn là một phụ nữ yêu nước và có tầm nhìn của một chính trị gia. Đồng thời, bà là một phụ nữ xinh đẹp, đức hạnh, hiếu nghĩa tiêu biểu của xã hội Việt Nam thời đó và đến nay còn nguyên giá trị. Ngày 16 tháng 2 năm 2023, nhà lưu niệm Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh theo quyết định số 315. Gần đây, các vụ bạo hành trẻ nhỏ đã diễn ra tại các trường mầm non tư thục, hoạt động mà chưa được cấp phép đã xảy ra tình trạng bạo hành trẻ gây hoang mang. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 29 trường mầm non và hàng trăm cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Bên cạnh những cơ sở giữ trẻ chấp hành theo đúng quy định thì còn không ít nhóm trẻ không có giấy phép hoạt động, cơ sở vật chất không đảm bảo, nhất là bảo mẫu không được đào tạo theo quy định mà chủ yếu giải quyết việc làm nhất thời, yếu về chuyên môn, như trường mầm non Bảo An tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, thành lập từ năm 2019, mặc dù hoạt động được gần 5 năm, tuy nhiên vẫn chưa được cơ quan chức năng cho phép hoạt động. Vì vậy, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của trường mầm non ngoài công lập cần quyết liệt xử lý, thậm chí đóng cửa, thu hồi giấy phép hoạt động, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Khoảng một năm nay, hơn 500 hộ dân ở xóm Ấu, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ không khỏi bức xúc vì tình trạng đốt rác thải triền miên tại bãi tập kết rác của thôn Hạ Tần, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang. Đây là bãi rác với quy mô rộng hơn 2.000 m², khói bụi, mùi khét lẹt từ rác thải nhựa, túi ni lông cộng với mùi ôi thối từ rác thải sinh hoạt là những gì mà người dân thôn Ốc Nhiêu đang phải từng ngày gánh chịu. Đáng nói, bãi rác là điểm tập kết rác của huyện Văn Giang, nhưng chỉ cách khu dân cư Ốc Nhiêu chừng 500 đến 600 m. Bãi rác thôn Hạ Tần nằm ở xã Vĩnh Khúc và thuộc quản lý của huyện Văn Giang và là điểm tập kết rác của một số xã gồm Tân Tiến, Vĩnh Khúc. Các xã đều đã có quy hoạch bãi rác tại các thôn, song lượng rác quá tải, dao động từ 4 đến 5 tấn rác một ngày, nên lượng rác tập kết về bãi rác tập trung này mỗi ngày đều nhiều lên, dẫn đến ùn ứ. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám kho chứa hàng hóa của một cá nhân ở xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, không xuất trình được giấy tờ liên quan về hàng hóa, nên toàn bộ số hàng bị lập biên bản và thu giữ theo luật định. Tại thời điểm lực lượng chức năng khám kho hàng đang sử dụng trên 7,3 tấn vải cuộn may mặc các loại, các cuộn vải đã được dùng dở, cơ sở đã không xuất trình được giấy tờ liên quan. Trên các cuộn vải không có tem nhãn, không có thông tin về địa chỉ nơi sản xuất, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên. Các cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số hàng vải cuộn nói trên. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị thu giữ là 51.100.000 đồng. Bảo tháp Kinh Luân được làm bằng đồng tinh khiết sắt vàng 24K với trọng lượng 200 tấn, cao 37,22m, đường kính 16,53m tại không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa ở tỉnh Lâm Đồng chính thức được xác lập kỷ lục là bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới. Đại bảo tháp chính thức được xác lập kỷ lục thế giới UNESCO World Records vào cuối năm 2022 và trở thành đại bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới. Việc trao bằng chứng nhận của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam có ý nghĩa giới thiệu với cộng đồng những giá trị kiến trúc và tâm linh quý báu của không gian Phật giáo Kim Cương và mong muốn khuyến khích gìn giữ, bảo vệ và phát huy cho đời sau những di sản văn hóa có giá trị.
Dự án cầu Phật Tích Đại Đồng Thành ở tỉnh Bắc Ninh có chiều dài hơn 1,5 km với tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6 năm 2023. Đến nay, hạng mục kết cấu cầu dẫn và cầu chính đã hoàn thành, dự kiến thông xe vào cuối tháng 6 năm 2023. Kết cấu nhịp vòm thép của cây cầu khoảng 87 mét. Phần cầu dẫn được thiết kế rộng 22,5 mét, mỗi bên 2 làn xe hỗn hợp. Mỗi bên một làn rộng 2 mét, cao 1,75 mét so với mặt cầu để cho người đi bộ ngắm cảnh tham quan. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Phật Tích Đại Đồng Thành được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành mạng giao thông khép kín giữa khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống, kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và phụ cận. Hàng cây xích tùng với tuổi đời lên đến 700 năm tại khu di tích quốc gia Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, được trồng vào thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên núi Thiêng Yên Tử, lập ra thiền phái Trúc Lâm. Cây xích tùng được coi là loài cây đặc trưng của vùng đất Phật Yên Tử. Tại đây có một khu rừng xích tùng rộng lớn và một con đường mòn độc đáo đi xuyên qua rừng được gọi là đường tùng, với khoảng 233 cây xích tùng. Mọc vào chùa Hoa Yên, Am Dược, Thác Vàng, Thác Bạc và nhiều nhất là đường tùng. Hầu hết cây xích tùng đều có tuổi đời 700 năm, có thân cao lớn, vượt hẳn những cây rừng khác, thân vỏ sần sùi, bộ rễ mọc đan xen nhau lan ra đường bậc thang, kéo dài khoảng 200 mét. Tỉnh Quảng Ninh đã có riêng một dự án mà các chuyên gia hàng đầu về lâm nghiệp trong nước về để khám chữa bệnh với những phác đồ điều trị đặc biệt giúp ngăn ngừa bệnh tật, cứu sống cây. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ không hài lòng trước tình trạng trễ tiến độ và việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án còn chậm chạp, dự án y tế trọng điểm thuộc Bệnh viện Đà Nẵng. Hai dự án trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Phát triển Đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư, chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng. Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban Quản lý Dự án tham mưu các thủ tục tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị, báo cáo đầy đủ về tiến độ chậm trễ, trách nhiệm thuộc về ai, biện pháp tháo gỡ như thế nào. Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các sở ngành chủ động tham mưu giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc hiện nay. Tính đến ngày 6 tháng 3, cả nước có 61 trên tổng số 281 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động, trong đó có 53 trung tâm tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, 8 trung tâm không đủ điều kiện hoạt động. Tại hơn 50 đơn vị đăng kiểm trên cả nước, khiến các trung tâm này bị tạm dừng hoạt động, tình trạng ùn tắc đăng kiểm dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới do khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân đang sụt giảm mạnh. Để duy trì hoạt động của trạm đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, cũng đã nỗ lực vận động một số đăng kiểm viên xin nghỉ việc quay trở lại phục vụ người dân hoặc điều nhân sự từ trạm này bổ sung cho trạm khác. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế trong bối cảnh hiện nay. Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi các nước trên thế giới cùng hành động để thu hẹp khoảng cách, nỗ lực đạt được mục tiêu bình đẳng giới. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres chỉ ra thực tế là vấn đề bình đẳng giới đang ngày càng xa vời và có thể cần tới 300 năm nữa mới đạt được. Ông cho biết quyền của phụ nữ đang bị lạm dụng, đe dọa và vi phạm trên khắp thế giới với loạt khủng hoảng như tỷ lệ tử vong ở người mẹ khi sinh, trẻ em gái không được đi học hoặc bị ép kết hôn sớm. Những thành tựu về bình đẳng giới đạt được trong nhiều thập kỷ đang biến mất. Do đó, ông kêu gọi các chính phủ, khu vực tư nhân trên toàn thế giới hành động chung để cải thiện giáo dục, kỹ năng và đầu tư nhiều hơn để thu hẹp khoảng cách về giới tính, thời đại kỹ thuật số. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải tuyên bố, trong đó cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm bắn hạ tên lửa thử nghiệm của Bình Nhưỡng sẽ bị xem là lời tuyên chiến. Cảnh báo được bà Kim Yo-chun đưa ra sau khi truyền thông Hàn Quốc ngày 6 tháng 3 dẫn lời chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nói rằng Washington sẽ lập tức đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được Bình Nhưỡng phóng ra Thái Bình Dương. Trong một tuyên bố khác, Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm tình hình trên bán đảo Triều Tiên bằng cách tiến hành một cuộc tập trận không quân với Hàn Quốc hôm 6 tháng 3 và lên kế hoạch cho cuộc tập trận Mỹ-Hàn sắp tới. Gần đây, nhiều người tìm đến một nhà hàng tại thành phố Liyama, tỉnh Nagano của Nhật Bản để trải nghiệm một dịch vụ độc đáo, đó là thưởng thức các món ăn nóng bên trong những căn lều tuyết. Nhà hàng mang tên làng Kamakura, có nghĩa là làng lều tuyết, với khoảng 25 căn lều tuyết.
mỗi căn cao chừng 3,5 mét, được dựng lên để phục vụ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 2 hàng năm. Nơi đây cung cấp cho thực khách nhiều món ăn ngon, trong đó được nhiều người ưa chuộng nhất là món lẩu, được chế biến với tương miso vàng, nấm và rau trồng tại địa phương. Nhà hàng Làng Lều Tuyết đẹp nhất là vào ban đêm, khi những căn lều được thắp sáng và tạo nên một khung cảnh huyền ảo như trong cổ tích. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.